Hiện đây là cái khu vực Thạnh Mỹ Lợi vào buổi chiều, và phía trước của chúng ta là cái dự án The Mystery của Hưng Thịnh Villas, khu biệt thự nhà phố của Hưng Thịnh. Bây giờ chúng ta chạy vòng vòng cái khu vực Thạnh Mỹ Lợi, phía dự án One Veranda của Maple Tree và Mystery Villas của Hưng Thịnh, cùng với cái khu vực đảo Kim Cương Diamond Island. Giờ chúng ta chạy tham quan ha. Đây là cái buổi chiều của ngày thứ bảy cuối tuần. Thì bây giờ là tập hợp ở đây khá là đông đúc. Đây phía trước mặt cho chúng ta là cái đảo Kim Cương, và đây là cái khu thẩm mỹ, khu biệt thự của Hưng Thịnh nè. Biệt thự nhà phố có những căn đã giao rồi và đang xây dựng. Cái này có một vài căn đã xây dựng nè, hạ tầng này đã hoàn thiện. Còn phía trước là cái khu đảo Kim Cương, đây là lốc Canary Official duy nhất của cái khu vực đảo Kim Cương Diamond Island. Phía trong thì gồm có 5 lốc căn hộ. Đây là hướng này, cả hướng view về hướng trung tâm, nhất phía ngoài, và phía bên đây là khu về đường Mai Chí Thọ và khu Landmark 81. Các anh chị nào hiện đang quan tâm về các dự án căn hộ khu vực này hay là khu quận 9, hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0979 67 66 55. Mình cũng sử dụng số điện thoại 0979 67 66 55 cho Viber, Zalo, Telegram. Rất là nổi tiếng trong giới giải trí điện ảnh. Đây là dự án One Veranda của Maple Tree, cô thích con xây dựng. Các anh chị nào đang quan tâm căn hộ này hãy liên hệ với mình nhé. Ép Zalo 0979 67 66 55 có thể gọi trực tiếp cho mình. Đây là có những căn chuyển nhượng lại. Và chuẩn bị mở bán cái lốc ở đây, lốc cuối cùng view xong là lốc này. Giá cũng dự kiến là sẽ trên 80 triệu một mét vuông. Đây là con sông Sài Gòn khá là rộng ở cái khu vực này.
Bên trong công viên rất là lớn nha các anh chị. Bên trong khu Diamond Island công viên rất là rộng và có cái khu hoạt động cho các em nhỏ. Và cái hồ bơi thì len lỏi khắp các khu vực. Ngoài ra còn có cái khu giải trí giống như đảo hải tặc, thuyền hải tặc thì nhập từ ở nước ngoài về cái con thuyền đó, trang trí ở bên trong công viên của cái Diamond Island luôn. Đây là cái công viên nội khu phía dưới bên trong nè, cái tản bộ. Chúng ta đậu lại một tí để xem cái đây. Đây là những cái con kênh này rất là sông dòng ông tố nè, lớn khá là rộng nè. Phía trước mặt là The Sun Avenue của Novaland. Đây là Diamond Island. Thì đây là phía công viên ở mé bên dưới tầng trệt. Còn có cái công viên ở bên trên nữa. Đó, khu hồ bơi rất là nhiều và bên trong là cái công viên luôn. Đây là những cái lốc đầu tiên của cái dự án luôn. Đây cũng khoảng 5 năm, 6 năm rồi. Còn phía bên tay phải của chúng ta nè, đó là sông, sông Sài Gòn. Khá là rộng là cái đoạn này. Chúng ta có thể nhìn thấy được cái cầu Phú Mỹ nè. Nó bắt ra bên đây là quận 2, bên kia là quận 7. Trước mặt của chúng ta là ra đường Mai Chí Thọ về phía hướng trung tâm của quận 2, khu Thủ Thiêm. Nên mình ra ở đây là về với trung tâm quận nhất khá là gần, sát bên luôn rồi. Các anh chị hãy subscribe cái kênh YouTube của mình để theo dõi các video clip tiếp theo. Và có quan tâm về các dự án căn hộ thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0979 67 6655 để được tư vấn thêm. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các anh chị có một có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.